chúa rất hạnh phúc khi làm việc vì chúng ta rất nhiều người đang sống đời sống đức tin sai lầm tại sao vì họ không biết tấm lòng của đức chúa trời ngài đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta nếu chúng ta vẫn là tội nhân thì có nghĩa là việc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá không thể rửa được tội lỗi của chúng ta. Lời như vậy ở đâu chứ? Roma đoạn 3 câu 23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong câu 23 nói rằng mọi người đều đang có tội. Có Đức Chúa Trời nhưng mà không có Chúa Giêsu nếu không có Chúa Giêsu thì đúng là tội nhân rồi. Nhưng mà điều đáng ngạc nhiên là ở câu 24 có Chúa Giêsu. Người được xưng công bình rồi. Trong suy nghĩ của mình là tội nhân, nhưng Chúa Giêsu đã xưng là công bình rồi. Vậy suy nghĩ của mình là đúng hay lời của Chúa Giêsu là đúng? Vâng. Đó chính là người tin Chúa Giêsu. Nếu suy nghĩ của quý vị thắng Chúa Giêsu, thì quý vị là tội nhân. Nhưng nếu ngôi lời của Chúa Giêsu thắng suy nghĩ của bản thân, thì chúng ta là công bình. Chúng ta đã được xưng công bình rồi. Ai đã nói lời đó à? Đức Chúa Trời đã nói như vậy.